Hey yo, what's up anh em? Ok, hôm nay sẽ lên cho em con ạc FIFA Nhật Bản của mình nha. Review hôm nay qua Nhật chơi bữa nha anh em. Hôm nay review cái nick của mình nha, nick cà chai nha anh em. Cà chai đúng mắt cà chai nha luôn nha anh em. Cà chai này hơi lạ xíu nha anh em. Khẳng định nha, nick cà chai luôn nha. Ok, đội hình 32 tỷ bên Nhật là dữ lắm đó nha anh em. Anh em thấy ok cho mình mới tạo Bellingham. Bellingham sắp rời Real Madrid, mình tạo bui ra luôn. Hàng công chúng ta có Robéo cộng 5 với thẻ đá là cộng 8. Ông Maradona nha anh em, chân 55. Ui góc Robéo bên đây là 114 anh em à. Đúng mão luôn anh em. Ok nè, mình đập lên 5 luôn nha anh em, mình toàn đập không nha, đập chai anh em. Đây đập chai có cái thẻ bảo vệ đổi cũng dễ anh em, cũng đập cũng dễ lắm. Và hình là tiền đạo cánh phải chúng ta có David Beckham, mùa Real Madrid Ambassador. Chân anh ta có là 45. Thể lực là 5 cục. Vậy thể lực nhiều cục nha anh em, ok thể lực nói chung là nhiều cục. Giá là 1.8 nha anh em, suốt thì quá là lực rồi. Suốt 234 luôn. Ok, thì cô ẩn thì mát bà nó gọi là nguồn sư phẩm VIP rồi nha anh em. Thẻ quá là đẹp, cứ nên cho bà David Beckham. Ok. Lan cánh phải, cánh trái nó có Cristiano Ronaldo mùa Totti HN mùa 22, Totti 22. Ok, bất thẻ là cộng 6 nha anh em. Này mày đập lên cộng 6, mà mày đập lên cộng 5 thêm cái mình lòng quả 4 nhịp đập lên 6 luôn nè, đúng ảo luôn nè, game đập thảo đúng ảo luôn. Và nó mất thẻ đá mình nâng lên cộng 8 nha anh em. Thẻ kinh nghiệm 19. Ok. Ok anh em, sự quản anh 7 không nói tới luôn nha anh em, định đổi gì không biết luôn, mình chưa thông khảo quá anh em ơi. Mình muốn đổi gì đây? Nó cứng như thép, cứng thép phế. Ok anh em, như đó là quá đủ cho anh 7 rồi, quá xịn xò. Ok, anh 7 suốt thì khỏi nói tới. Và suốt thì bay lưới, dắt lưới luôn nha anh em, bay thủ môn luôn nha, bay rồi ca. Ok. Ok anh em, mình cầm đội hình mình đá danh 300, mình gặp mình cầm một gặp phú giết đê không mà không biết sao đây, gặp đội hình này đá danh 300 anh em à, nó cũng hơi ấy ấy xíu anh em, hơi ấy ấy anh em. Ok, ok, và đây là ai đi cái đô các Bellingham, và đây là Hakimi. Vừa đá gì nói hơi ấy anh em ơi. Bellingham đó mình thấy khá ổn nha anh em, tốc độ của Hakimi. Có một pha sọc bóng rồi, và đó là pha chơi xấu đến từ Phú Sơn Tây nha. Và đây là Robéo, Cristiano Ronaldo rồi nha. Và đây là David Beckham. Và đây là David Beckham có đi chết đê, một pha chết đê không thành của David Beckham nhưng mà bóng vẫn còn. Và đây là Hakimi. Một pha chết đê từ xa không thành. Một pha đá gọi là giao lưu xương xương đến từ Real Madrid. Mới khởi đầu anh em đá ngọt quá, ông nội này không mau anh em à. Cứ bình tĩnh, tập trung quệ của mình yên tâm đó anh em. Tiền đá mà anh em, tiền đá mà cà chai nha anh em. Cà chai chính hãng luôn nha anh em, cà chai chính hiệu nha anh em. Một pha gọi là dàn xếp tấn công quá hay đến từ Real Madrid. Pha chạy trộn quá căng đến từ đây cách đâu Kaka. Nguyên có đội hình Real Madrid lại cần anh em à. Quá khùng. Inter Milan phải gục ngã trước sân nhà Bernabeu chăng? Ok anh em. Thành ra có phải anh 7 chúng ta hơi bị đặng tiếng mà đây là anh Cristiano Ronaldo, tốc độ Cristiano Ronaldo có đường pha cưa lòng ngang, một pha sọt bóng quá là nhiều sọt bóng nhưng mà không cản phá được Cristiano Ronaldo đến phòng trước của một ngôi sao. Quá là ghê, một pha gọi là ôm bóng đi từ giữa sân đi lên cầu môn ngoài chết đê ngọt ngọt liệm. Cái đó gọi là sự đơn giản của Cristiano Ronaldo, đó là phẩm chất anh em. Siêu sao. Phía bên Inter Milan anh ta đã có những pha gọi là sọt bóng khá là căng thẳng nhưng mà đã không ngăn chặn được Cristiano Ronaldo. Một pha gọi là con hàng quá khỏe anh em à, cộng 6 anh em. Kaka. Coi chai mà đập lên 7 cộng 6 là bị chiến anh em à. Ronaldo. Và đây là Ronaldo Lima. Một pha truyền định truyền cho Lico đi kết đôi Kaka nhưng không thành anh em. Và đây là Rafael Varane, quá hay, một pha bắt bài quá hay từ Rafael Varane. David Beckham. Ronaldo. Ronaldo Lima. Now Beckham. Một pha shot đến từ David Beckham. Một pha solo đến từ David Beckham. Redde đã là gặp Vin Redde quá nghỉ. Khiến thủ gây ôm hận như pha này. Quá là căng thẳng, một pha gọi là đi biên quá hay. Khó nói về cái đội hình này anh em ơi, quá là ngọt, quá là đánh cầm, quá là phê, cầm đội hình này đá xương anh em à.
hình mình bui nha anh em, mình bui chơi như sương sương anh em. Cristiano Ronaldo chỗ đây là đường truyền dành cho Ronaldo là đi ma. Mà đây là đường truyền dành cho Ronaldo là đi ma pha lấp bóng. Một pha định mua lấp bóng nhưng không thành anh em. Một pha gọi là thủ môn tâm bản khá tỉnh không ra tranh chấp pha đó anh em à. Martinez. Hàng thủ mình đang làm khá là căng thẳng anh em ơi. Khá hay. Máy có vẻ đang nóng lên anh em ơi. Ok anh em ơi, hiệp 2 anh em đợi mình xuống. Ok anh em ơi. Vừa đây là Ronaldo Lima. Một pha gọi là chạy trốn nữa rồi, Ronaldo Lima một pha căng ngang, một pha sọc bóng rồi. Một pha skill rất đi không thành, một pha quá là nhiều sọc bóng anh em. Tem bạn nó có những pha sọc bóng rồi là căng thẳng anh em ơi, ok. Chúng ta có bình tĩnh thôi, bình tĩnh mình xử lý. Một pha truyền vô giò tự bóp trên mình rồi. Cho anh Bảy cái bàn nào. Anh Bảy, một pha gọi là quá lẹ, anh Bảy xử lý quá tinh tế anh Bảy không. Thôi gọi là tiền đá nó khác anh em ơi. Những cầu thủ Real Madrid đang chạy chỗ quá là không khéo. Quá nhiều khoảng trống. Quá là nhiều sự tiếc nuối dành cho tem bạn. Phải đối đầu với Real Madrid đội hình quá đẳng cấp này. Không có gì để nói, không có từ gì diễn tả được. Hàng thủ thì gọi là siêu phẩm rồi. Bellingham nó quá chắc trong cái tiếng tiền vệ rồi. Trong tiếng tiền vệ của mình nó quá ảo mộng, đó là pha sọc bóng. Một pha solo của Ronaldo lại ma. Nhưng không thành, đây là Cristiano Ronaldo đã lên tiếng. Ronaldo lại ma đã xử lý không tốt trong pha đó và Ronaldo đã sửa sang cho Ronaldo lại ma. Phải gọi là pha nói cà lâm luôn, một pha dead day chân bằng chân phải của anh Bảy. Bên tay bạn đá cũng khá là tinh thần. Cả cú đánh đá trong này không ao là quá hay rồi. Anh Bảy chạy kìa, không nào mà dí được anh Bảy. Vừa đó là pha sọt. Liên tục pha sọt. Vậy mà lỗi anh em mà đúng hài anh em. Ok anh em đợi mình xíu. Tên bạn quyết định bỏ cuộc anh em ơi. Tên bạn đang làm gì đây? Beckham. Tên bạn đang quyết định bỏ cuộc chăng? Mà phải điều lên chơi luôn anh em ơi. Điều tất cả cầu thủ mới lên. Tên bạn đâu có định gọi là gục ngã trước sân nhà Bernabeu chăng? Và đây là Jude Bellingham. Mình cho Jude Bellingham ghi bàn không được. Mới mua anh em, mới mua gắn luôn anh em. Bellingham. Vừa đây là Jude Bellingham, Jude Bellingham. Vừa đây là Jude Bellingham, quá là nghệ thuật. Bellingham nói gì đi anh em. Con hàng sắp về sân nhà Bernabeu, con hàng sắp về Real Madrid. Quá nghệ rồi, không còn gì để nói lên hình này nữa. Thế lực bây giờ vẫn ổn nha anh em. Ok. Tên bạn đang cố đá anh em. Phải là cho tên bạn một cộng một sự cố gắng anh em. Thì tên bạn đội hình không được ngon lắm nhưng mà vì tinh thần bóng đá mãnh liệt của bạn xứng đáng được tôn vinh. Đúng không nè. Các bạn đang cố gắng lắm rồi. Real Madrid enjoying a commanding lead. Stuart, what have you made of their overall performance? Thế mình đang có ý định gọi là bứt phá nè mày. Anh Bảy chạy chỗ. Mình làm gì cũng ghi bàn được anh em ơi. Bây giờ nó quá hoa anh em ơi. Làm gì cũng ghi bàn được anh em ơi. Một pha gọi là DD quá là nghệ của Ronaldo Lima. Chúng không chưng là vào anh em ơi. 7-0 nha anh em. 7-0 kỷ niệm cho anh Bảy luôn. Một pha gọi là 7-0 trên màn áo Real Madrid. Phải gọi là cho thủ môn đi chơi luôn. Một pha sọc bóng, một pha dứt điểm. Quá nhẹ nhàng anh em ơi. Sống mà anh em. Xem bạn nào có định bỏ cuộc đó là 8-0 nhìn cho Real Madrid. Một pha hồi lịch thi đấu rồi là bơ phẹt em. Xem bạn nào có định thải con, ok anh em, bye anh em nha. Hẹn anh em clip sau, soon.